Thưa quý vị và các bạn, bọn lừa đảo sở hữu những kỹ năng biến hóa đạt đến tầm chuyên nghiệp. Chúng có thể là bất cứ ai, từ người quen cho đến kẻ lạ, nên rất khó để có thể nhận biết trước. Bọn chúng có thể nhập vai và diễn xuất hoàn hảo đến mức bạn chỉ có thể nhận ra mình bị lừa khi chúng đã cao chạy xa bay cùng với tài sản của mình. Cùng xem một tình huống mà ban biên tập chương trình Chuyện Cảnh Giác đã tái dựng lại ngay sau đây quý vị nhé. Em ơi! Hả? Sao vậy anh? Em kiểm tra giùm anh hai cái thùng hàng này. Có như thế nào em? Anh đợi chút xíu nha. Sao em? Cái hộp ở ngoài á đúng là hàng xịn thiệt. Bên em cũng có bán cái mặt hàng này á, thì đâu mà được 7-8 triệu. Vậy được á. Nhưng mà ở bên trong của anh á chỉ là hàng trôi nổi thôi. Cái gì? Trong ruột là hàng trôi nổi hả? Đúng rồi, em kiểm tra rồi đó. Không tin thì anh coi lại đi. Ủa sao kỳ vậy? Vậy bây giờ cái này hai cái luôn bây giờ là khoảng bao nhiêu tiền? Hai cái này á bây giờ tầm 600 mà anh. Trời đất ơi. Không ai dám mua đâu. Mà cái hàng này mua về nguy hiểm lắm. Khi mà nhân viên cửa hàng nói rằng chỉ có cái hộp phía ngoài đúng là hàng thật thôi, còn bên trong á là hàng chai, tôi mới tái hoài và biết là cái tên thanh niên hôm qua chính là cái tên lừa đảo. Tôi còn nhớ rất rõ là sáng hôm đó sau khi vợ tôi đi làm, tôi ở nhà một mình nè, thì hắn mới tới giao hàng. Cô chủ nhà ở nhà không? Ơi! Hả? Anh? Dạ, em tới giao hàng anh. Ủa giao hàng gì em? Ủa? Dạ, em tới giao hàng ngay địa chỉ nhà mình mà. Nè anh kiểm tra mà em coi. Ủa hàng gì? Ê, có mua gì đâu mà giao. Ủa nè, này nghe đúng địa chỉ anh đúng không? Ừ đúng rồi, địa chỉ đây nè. Dạ. Cái số điện thoại này không có đúng. Ủa số điện thoại này của ai á? Trời anh ơi. Nhà anh không có số điện thoại này. Rồi hàng gì nãy giờ em gọi quá trời mà người ta không có nghe máy. Chết. Rồi gì giờ làm sao vậy ta? Anh gọi người nhà anh thử coi có ai đặt không. Hả? Anh gọi vợ anh coi. Dạ, dạ anh gọi giùm em cái. Con chợ gì có mua hàng gì không? Alo? Em hả? Thì có một cái anh tới giao hàng đó, thì em có mua hàng gì không? Mua gì hả? Cũng không có gì em. Thôi em đi làm đi, có gì anh gọi sau ha. Sao rồi anh? Dạ anh không có mua. Dạ anh không có mua hả? Không có mua. Chết rồi. Em coi có cái lộn đâu không? Chắc không lộn đâu anh, tại vì cái địa chỉ này đúng địa chỉ nhà của mình luôn mà. Giờ hai cái hàng này giờ biết làm sao giờ. Thôi anh cầm giùm em gọi gì kho hàng cái. Rồi gọi gì coi, dạ, hỏi dạ, lại dạ. Coi địa chỉ theo đúng rồi, số điện thoại là không đúng đâu. Dạ. Alo. Anh ơi, em giao hàng tới ngay cái địa chỉ luôn anh. Mà cái số điện thoại anh cho không có phải. Dạ, có chủ nhà ở nhà luôn anh. Tôi nhìn vào cái phiếu giao hàng thì thấy đúng là địa chỉ nhà mình rồi, nhưng mà số điện thoại thì không phải. Tôi mới gọi điện hỏi thì vợ tôi nói là không có đặt mua. Tôi thấy hắn gọi điện về cho bên kho hàng, nói chờ họ kiểm tra. Anh ơi, ở kho nói là giờ kêu em đợi nửa tiếng. Giờ anh cho em vô nhà em nghỉ một chút ha. Em đợi nửa tiếng để ở kho hàng điện em coi như thế nào. Bước đầu, tên thanh niên này giả vờ gọi điện thoại về cho kho hàng, tạo ra khoảng thời gian chờ đợi tới 30 phút để nạn nhân cho phép vào nhà nghỉ ngơi. Vậy bước tiếp theo của hắn là gì? Cùng xem tiếp quý vị nhé. Vô đây ngồi em. Dạ dạ. Ngồi đây nè. Dạ.
Chú em đi giao hàng nắng nôi dữ à. Dạ. Quen rồi anh, viết đi ngày này. Vừa vào nhà, tên thanh niên này đã ngỏ ý muốn nạn nhân mua lại hai mặt hàng với lý do liên lạc với khách hàng không được. Anh kiểm tra, anh hỏi người thân anh thử coi, coi có ai đặt hàng không. Chứ bây giờ em đem hàng về thì nó cũng kẹt cho em nữa. Tại vì cái địa chỉ của mình là đúng rồi, mà cái số điện thoại mà nó không phải. Giờ mà em đem hàng về kho rồi ký giấy tờ biên nhận nữa, nói chung là nó phiền phức, nó lu bu lắm. Anh kiểm tra giùm em đi ha. Tại vì ngoài hàng nó cũng không có ghi cái người gửi nữa. Bây giờ em cũng bó tay luôn, em không biết sao mà tìm ra được luôn á. Theo anh thì anh thấy nhà anh là chỉ có anh với vợ anh thôi, còn họ hàng ở xa lắm. Mà vợ anh không mua, anh không mua là cũng không ai mua hết. Bây giờ anh lấy hai cái hàng này giùm em luôn ha, được không? Sao được em, trời ơi anh đâu có mua gì đâu lấy. Trời ơi, tại vì anh, em nói kêu anh lấy á, biết sao không? Tại vì ở bên của người ta đặt cọc hết 70% rồi. Bây giờ anh chỉ cần thanh toán cho em 30% thôi, có nghĩa là 2,5 triệu. 2,5 triệu đó anh sẽ được một cái lò nướng với một cái nồi ủ. Đó, anh suy nghĩ đi. Thanh toán 70% trước. Nè, đúng rồi. Nhưng mà người ta thanh toán trước 70% gì đấy, chắc chắn thế nào người ta không lấy hả? Bây giờ sao mà anh lấy được? Không được đâu, kỳ lắm. Tại anh không biết á, bên công ty của em á, nó có một cái quy định là nếu mà trong vòng 12 tiếng khách mà không đã đặt cọc rồi á, mà không nhận hàng thì tự động bên công ty của em là hủy đơn hàng đó. Vậy là nếu mà anh mua là anh được hưởng 70% đó hả? Dạ đúng rồi, nếu mà em coi á, là đây em coi giấy này. Cũng còn khoảng 2-3 tiếng nữa là đơn hàng này là hết rồi đó. Đó, anh suy nghĩ đi. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Em làm ở bên công ty này em biết á, hai cái đơn hàng này rất là chất lượng. Mà cái quan trọng á là anh bỏ ra một số tiền ít mà anh được cái hàng rất là chất lượng, anh đúng không? Thôi để em ra em lấy cho anh coi luôn nha. Anh đợi em chút. Rồi rồi, lấy coi. Hắn mới nói với tôi là thôi bây giờ anh mua hai mặt hàng này đi, đây là hàng xịn đàng hoàng nha. Nghe vậy tôi mới lên mạng kiểm tra nhãn hiệu, mã số, model á, thì thấy đúng là giá trên mạng nó khá là mắc. Lúc đó tôi suy nghĩ, với cái giá 2,5 triệu thì làm sao mà đủ để mua được một cái nồi ủ và một cái lò vi sóng cùng thương hiệu chứ. Với lại vợ tôi á, từ lâu là muốn có một cái nồi ủ, cứ nhắc tôi mua hoài à. Vừa hay là trong hai cái món hàng đó có một cái nồi ủ mà lại là hàng tốt, giá rẻ nữa, nên tôi mới quyết định mua luôn. Đây nè, em coi có phải cái mã này không? Dạ. Mà sao mà nói giá tiền cao quá vậy? Đúng rồi anh, đã, em làm trong đó em biết mà, giá tiền rất là cao. Anh suy nghĩ đi, chỉ có 2,5 triệu thôi mà anh được hai cái món hàng chất lượng. Sao anh? Đúng rồi. Được. Được rồi. Bây giờ anh kiểm tra hàng sao đây? Đây, bây giờ em mở ra cho anh kiểm tra nè. Nè. Đó, thấy chưa? Đó. Còn cái ở dưới, đây. Đây, anh để đây giùm em. Rồi, nó thấy không? Rồi. Hàng mới. Dạ. Rồi, nhưng mà khi mà anh nhận xong rồi á, khoan anh hả, mở ra anh xài nha. Ủa, sao vậy? Chừng nào còn khoảng 3 tiếng nữa là bên công ty của em hủy đơn hàng của khách. Thì lúc đó khi hủy rồi, em sẽ gọi điện cho anh. Lúc đó thì anh cứ vô tư anh xài ha. Nhưng tôi cũng có một chút thắc mắc là nếu như khách hàng không lấy hàng thì hắn phải đem hàng về trả cho kho chứ làm sao mà hắn lại tự ý đem hàng của khách mà bán cho người khác được. Thì hắn mới trả lời rất nhanh và cũng hợp lý nữa. Nghe vậy thì tôi cứ tin là thiệt. Ở bên công ty của em á, là nó có một cái chế độ là ưu đãi cho nhân viên. Anh cũng biết cái gì đó. Nếu mà bây giờ khách đã đặt cọc rồi thì chỉ còn 70%, chỉ còn 30% còn lại thôi. Thì nhân viên là thanh toán 30% đó thì em sẽ được sở hữu hai món hàng này. Yeah, tốt quá. Dạ, đúng rồi. Vậy là bây giờ anh chỉ cần bỏ ra 2,5 triệu thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi, được rồi. Anh sẽ mua hai cái món hàng này. Sau khi hắn ta dùng mọi cách để thuyết phục và với tâm lý hàm giá rẻ của mình, nạn nhân đã đồng ý mua lại hai mặt hàng.
Rồi đây, đây là 2.500.000 đó, đếm lại đi. Đủ rồi anh. Giờ mình cứ mua đi, rồi nếu như mà khách hàng họ nhận hàng á thì họ sẽ gửi tiền lại cho mình, còn nếu cái người khách đó bỏ hàng luôn thì coi như món hàng đó sẽ là của mình. Đường nào thì cũng gặp được hàng tốt giá rẻ, mình không có chần chờ gì nữa, tôi đồng ý mua cái nồi. Rồi, ok, được rồi. Rồi vậy thôi, về nha. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ, rồi, cảm ơn. Ngày hôm sau thì tôi cũng không thấy ai gọi điện hỏi về cái món hàng đó nữa. Tôi chắc chắn là người ta đã bỏ hàng rồi, coi như đó là hàng của mình, nên vợ chồng tôi mới quyết định là lấy ra sử dụng. Nhưng mà khi nhìn kỹ thấy trên sản phẩm không có ghi nhãn hiệu gì hết. Nhớ lại lúc cái tên thanh niên đó đưa cho tôi kiểm tra hàng thì chỉ cho tôi nhìn qua loa thôi chứ là không có lấy ra. Bây giờ tôi mới bán tính bán nghi, đem cái món hàng đó tới cái tiệm điện máy kiểm tra thì mới biết đây là đồ dởm. Tôi suy nghĩ lại là chắc rằng hắn đã rình rập và nghe được vợ tôi cần mua cái nồi ủ mà lên kế hoạch hoàn hảo như vậy. Cuối tuần này á, mình đi siêu thị điện máy để mua cái nồi ủ nha. Trời, sao trong nhà cũng nồi ủ, giờ ra ngoài nhắc thêm nồi ủ nữa chi, mua chi tốn tiền. Anh làm như là em nấu cho 2-3 người ăn gì đó, em phải nấu cho nhiều người ăn nữa mà. Với lại bây giờ anh nghĩ thử coi, ai mà nấu bằng than nữa, rồi phải ngồi canh, rồi cạn nước là phải châm nước nữa, tốn nhiều thời gian lắm. Giờ cái nồi nó mất tiền quá, thay vì mình đã bỏ tiền ra mình mua cái nồi đúng không, giờ mình phải chi được nhiều thứ, tiền học, tiền hành, tiền điện, tiền nước, đủ thứ hết. Giờ sao không mua đúng không? Giờ thôi được rồi, ghê đó, có nhiêu đó thì cũng giận nữa, cái nồi nhắc nhắc hoài. Được rồi, cuối tháng này tôi lãnh lương tôi mua cho, được chưa? Trời ơi cô nương, anh hứa rồi đấy nha. Biết rồi. Tôi mong bà con phải cẩn thận nha, đừng bao giờ mua bán bất cứ thứ gì với người lạ mặt nào, vì hàng tốt không bao giờ có chuyện mà giá rẻ đâu. Thưa quý vị, hành động của bọn tội phạm lừa đảo đều theo những kịch bản quen thuộc, bởi diễn biến tâm lý của nạn nhân đã được tính toán kỹ nên họ không thể thoát ra khi mà đã sa vào bẫy của chúng. Tuy nhiên, giống như mọi tội phạm khác, chúng cũng rất sợ bị phát hiện và bắt giữ. Khi gặp phải người có tinh thần cảnh giác cao, thận trọng và có động thái kiểm tra ngược lại về chúng hoặc về các thông tin chúng đưa ra, bọn lừa đảo sẽ tự động rút lui vì không muốn mất thời gian. Để phòng chống loại tội phạm này, cách tốt nhất là đừng tự biến mình thành mồi ngon của kẻ lừa đảo. Sự cảnh giác và biết tiết chế lòng tham chính là lớp áo giáp bảo vệ bạn khỏi sự tấn công của bọn chúng. Nguyễn Khang xin kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Chuyện Cảnh Giác. Chương trình được phát sóng định kỳ vào khung giờ quen thuộc 16:30 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, thủ đoạn lừa đảo vô cùng đa dạng. Trên thực tế, đó có thể là dùng lời nói dối trá, giấy tờ giả mạo để đánh lừa, dàn dựng những sự việc để giăng bẫy nạn nhân, mạo nhận là người có quan hệ và có khả năng tác động đến người có chức vụ quyền hạn. Hay như trong tình huống sau đây, bọn lừa đảo đã dựng nên một trung tâm đào tạo nghiệp vụ, đào tạo bảo vệ và kéo theo đó là rất nhiều người dân, người mong muốn tìm việc làm sập bẫy. Cùng xem với Nguyên Khang để hiểu rõ hơn về chiêu trò của bọn chúng quý vị nhé.
Mấy ngày nay tôi xin đi làm bảo vệ ở nhiều chỗ rồi, nhưng không có ai nhận hết. Vì họ nói tôi chưa có kinh nghiệm, chưa từng làm ở đâu. Rồi còn nói tôi lớn tuổi, sẽ không có lanh lẹ như những người trẻ tuổi khác. Tối đó sau khi chạy suốt cả buổi chiều, không xin được việc làm, tôi có ghé quán nước của người quen, ngồi nghỉ một tí, định bụng là ngày mai sẽ đi tìm việc nữa. Chị Út ơi, cho ly trà đá chị Út ơi. Dạ, đợi tôi một chút anh sĩ ơi. Anh sĩ. Ủa, chút xíu trà đá, sao chị làm cà phê đá vậy? Tôi mời anh đó, uống đi. Trời ơi, chị làm gì hoài, tôi ngại lắm đó nha. Mốt tôi không dám ghé quán chị nữa đó. Ngại gì, có một ly cà phê mà ngại gì. Mà anh đi đâu mà giờ này mới về, nhìn người anh phờ phạt dữ vậy anh sĩ? Ừ, thì tôi đi xin việc đó chị. Xin việc hả? Anh xin việc gì? Trời, tôi xin một cái chân bảo vệ thôi mà khó khăn quá chị ơi. Người ta nói tôi không có kinh nghiệm, với lại không có nhanh nhẹn như cái lớp thanh niên trẻ, nên họ từ chối, không có nhận tôi chị à. Mà anh đi xin thì không đi hồi sớm, giờ này anh mới đi. Người ta còn làm việc không? Thì không nói dối gì chị, là sáng tôi phải làm mấy cuốc xe ôm, rồi trưa tôi mới đi à. Tôi xin tới giờ này luôn đó mà đâu có chỗ nào nhận đâu. À, anh nói bảo vệ, tôi mới sực nhớ. Hồi sáng có mấy người đi phát tờ rơi đây nè à. Họ có phát cho tôi mấy cái tờ gì mà có nói gì tuyển bảo vệ gì đó. Mà tôi đọc không có kỹ, tôi đọc sơ sơ rồi tôi quăng tờ giấy trống á. Vậy hả? Đâu, chị lấy tôi coi thử coi. Rồi anh đợi chút mà tôi vô tôi kiếm. Đây nè, trời ơi, viết cái gì mà quá trời luôn. Tôi mới đọc sơ sơ có mấy chữ rồi tôi bỏ trống á. Tôi nói chị, dạo này thành phố cái gì cũng đắt đỏ hết. Tôi mà không xin được việc á, chắc tôi phải về quê thôi chị. Có đâu anh ơi, thế nào cũng xin được mà. Để tôi coi rồi. Có cái công ty nó nhận đào tạo bảo vệ nè, có cấp bằng cấp chứng chỉ này, rồi có cả việc làm bảo đảm 100% nữa nè. Vậy hả? Cái này chắc tôi đi đăng ký được đó chị. Vậy hả? Lúc nhìn tờ rơi mà chủ quán nước đưa, tôi như có hy vọng. Ngày tối đó tôi liền gọi điện thoại cho số điện thoại trên tờ rơi để hỏi thêm thông tin. Cô ta hẹn tôi ngày mai tới văn phòng để trao đổi cho rõ hơn. Hãy cùng xem thái độ của người nữ nhân viên đó quý vị nhé. Khi vừa thấy nạn nhân xuất hiện ở ngoài cửa, chị ta liền nhanh chóng tỏ ra bận rộn với công việc của người tư vấn khóa học đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ. Dạ đúng rồi ạ. Dạ đúng đấy anh. Anh ơi, anh tranh thủ lên để đăng ký học nha. Tại vì còn ít thời gian lắm là bên em đã mở khóa rồi nha anh ha. Dạ rồi. Cái gì thắc mắc thì anh sẽ gọi lại, em sẽ giải thích ha. Dạ rồi, chào anh ạ. Dạ, chào anh. Dạ, chào cô. Tôi tên là Sĩ đó. Hôm qua tôi có gọi cho cô. Dạ đúng rồi, ngày hôm qua có một cuộc điện thoại em nhận từ anh. Ủa mà cho em hỏi là tại sao anh biết được trung tâm của em vậy? Thì đây nè, hôm qua có người quen tôi đưa cái tờ rơi của bên công ty của cô nè. Thành ra tôi căn cứ theo thông tin đó tôi tới đây. Dạ. Dạ đúng rồi anh. Cô ơi, cho tôi hỏi thăm là mình học cái bảo vệ này là cấp bằng luôn hả cô? Cái này không phải là bằng anh ha, mà là chứng chỉ. Dạ, tức là khi mà trung tâm em đào tạo ra một khóa là gồm có 5 buổi thì trung tâm em sẽ cấp một cái chứng chỉ về nghiệp vụ của mình đó anh. Học chỉ có 5 buổi thôi hả cô? Dạ đúng rồi, mình chỉ cần học 5 buổi thôi, mỗi buổi mình học là tầm 2 tiếng. Dạ cô. Dạ. Thì cô cho tôi hỏi học phí bao nhiêu vậy cô? Dạ, học phí là 850.000 một khóa. Sao cao quá vậy cô? Học phí cao quá. Có thể nào mình chia làm 2 đợt để đóng không cô? Dạ không anh, học phí phải đóng một lần, đó là quy định của trung tâm rồi.
À, dạ, à, tuy là đối với anh hơi khó và cao, nhưng mà anh yên tâm, tại vì khi mà anh học xong cái khóa đào tạo này ra, anh cũng sẽ có lương cao hơn những người mà chưa học qua khóa đào tạo. Tại vì công ty của em liên kết rất là nhiều với công ty khác để mà có cái công việc cho học viên vừa tốt nghiệp ra luôn, anh yên tâm. À, vậy hả? Vậy là tụi tôi học xong là tụi tôi có công việc làm liền dạ, hả cô? Dạ đúng rồi, anh chắc chắn 100% là anh sẽ có công việc ngay. Nói thật thì nghe cô ta nói đảm bảo có việc làm 100%, tôi nghe mà vui lắm. Nên dù cho số tiền học phí có cao so với tôi cũng chấp nhận đi vay mượn để đóng tiền học phí. Vậy cô cho tôi đăng ký học nha cô. Nhưng mà ngày mai tôi mới tới đóng tiền được. À, cô coi cái hồ sơ trong này, cô coi còn thiếu cái gì nữa không cô? Dạ. Dạ rồi, à em cũng thấy đầy đủ rồi đó. À rồi. Dạ. À, rồi anh tranh thủ ngày mai thì có thể ghé sớm để đóng tiền để hoàn tất cái thủ tục anh ha, để mình có thể tham gia khóa học sớm. Sau khi tới hỏi thăm thông tin về khóa học, tôi vui mừng khi nghe cô ta nói chắc chắn sẽ có việc làm. Tôi về vay mượn mỗi người quen một ít tiền để đóng tiền học. Qua ngày hôm sau, tôi lên đóng tiền học. Cô ta nói chờ bên cô ta sắp lịch, có mở lớp là cô ta sẽ gọi điện thoại báo tôi ngay. Nhưng tôi chờ một tuần luôn mà vẫn không thấy văn phòng liên lạc gì hết. Nóng ruột quá tôi liền tới đó để hỏi. Cô ơi. Dạ. À, sao hôm bữa tôi đóng tiền rồi cô dặn là cô gọi cho tôi để tôi tới nhập học mà sao tôi chờ hoài không thấy cô gọi vậy? Mà cô hẹn tôi cả tuần lễ rồi mà cô đâu có gọi cho tôi đâu. Còn không thấy thì cô cho tôi xin lại cái tiền tôi đóng đi. Chứ tôi chờ lâu quá mà tiền này tôi vay mượn nữa. Rồi chừng nào có khóa học rồi tôi lại tôi đóng tôi học nha cô. Anh ơi, anh đọc kỹ biên nhận giùm em. Học phí đã đóng rồi thì làm sao mà hoàn lại được. Với lại trung tâm của em đâu phải là không gọi anh lên học, mà là do một số trục trặc về học viên không đủ. À, bữa em có nói với anh rồi, một lớp là 10 học viên sẽ được tổ chức. Nhưng vì lý do một số học viên bận việc gia đình chưa đến học được, cho nên công ty em uy tín phải đợi đầy đủ học viên mới dạy được. Anh cứ về đi, khi nào mà hả đầy đủ học viên và có lớp khai giảng thì bên em sẽ gọi điện cho anh. Vậy tôi phải chờ nữa hả cô? Dạ. Trời ơi, chờ cái này biết bao giờ nữa. Nghe cô ta nói như vậy, tiền thì tôi cũng đã đưa rồi. Tôi đâu còn cách nào khác, là đành lủi thủi quay về chờ lớp. Tôi cũng cố gắng chờ thêm một tuần nữa, thế nhưng vẫn không thấy bên chỗ công ty đó liên lạc. Biết thế nào cũng bị lừa rồi, nên tôi tức tốc chạy lại chỗ văn phòng đào tạo đó một lần nữa. Vậy là mình bị lừa rồi. Ủa, vậy là sao mấy con? Sao trống trơn vậy nè con? Chủ nhà nói là này là nó lừa đảo, nó dọn đi hai bữa nay rồi. Đến nơi thì cửa đã đóng, thế cô nhân viên đó cũng biến mất. Mà có đến 3 người cũng bị rơi vào tình cảnh như tôi. Đúng là khổ, còn gặp ngay quân lừa đảo. Đúng là gian manh quá. Bây giờ chú cháu mình lên công an đi, tường trình sự việc để công an tao giải quyết nha. Thôi mình đi nha con, đi. Lừa đảo thiệt. Chiêu trò của bọn chúng quả là tinh vi phải không quý vị? Một số cá nhân đã đăng tin phát tờ rơi tuyển dụng nhân viên bảo vệ với mức lương hấp dẫn trên các website, yêu cầu kèm theo là phải có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ. Cùng với đó, các đối tượng lừa đảo này đã đăng tin bán chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ với giá từ 500.000 cho đến 700.000 đồng. Nhiều người dân đã mắc bẫy, đã nộp tiền để mua chứng chỉ này. Tuy nhiên, việc gì đến nó cũng đến. Sau khi nhận được tiền của rất nhiều nạn nhân, ả lừa đảo cùng với đồng bọn của mình nhanh chóng tẩu thoát. Nguyên Khang cũng mong rằng qua câu chuyện này, quý vị hãy luôn thật sự cảnh giác. Đối với những người dân mong muốn tìm việc bảo vệ thì nên đến những trung tâm môi giới việc làm uy tín được cấp phép kinh doanh hẳn hoi, sẽ giúp cho quý vị tìm được công việc bảo vệ phù hợp, cũng như nên đến những công ty chuyên cung cấp bảo vệ để được đào tạo nghiệp vụ bài bản chuyên nghiệp quý vị nhé. Thưa quý vị, tình huống tiếp theo Nguyên Khang muốn giới thiệu một chiêu trò lừa đảo, thủ đoạn biến hóa khung lường của kẻ gian để giăng bẫy lừa hòng chiếm đoạt tài sản. Chúng đã trà trộn, hóa thân vào đủ dạng người trong xã hội, khiến cho chúng ta khó mà phát hiện được. Và tình huống lần này, kẻ gian đã giăng bẫy nạn nhân bằng cách nào với một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng? Theo dõi với Nguyên Khang quý vị nha. Vợ mất sớm, tôi gà trống nuôi con. Ngặt nỗi con tôi đang bệnh cần rất nhiều tiền để chạy chữa, nên dù đã lớn tuổi, tôi vẫn cố gắng đi làm để gom góp tiền chữa bệnh cho con.
Vé số chiều sổ bà con ơi. Cậu mua giúp thằng tôi tệ số cậu. Không mua chú. Cô, mua giúp tôi tệ số. Rồi mày còn. Mày, chú mua giúp tôi tệ số. Chú. Mày mua giúp tôi tệ số. Tôi đi khắp quán cà phê mời vé số nhưng mà cũng không có ai mua. Tôi quay trở ra, vừa tính đi chỗ khác bán á, thì cái người thanh niên mà tôi mời khi nãy á, hỏi mượn tôi tờ giấy giò. À, chú cho con mượn giấy giò hôm qua. À, có này cậu. Chú không cậu? À, đây, dạ chú. Bây giờ chú ra ngay ngã ba gần đây nè. Chú đứng đợi con chút nha. Rồi chú ra mua ủng hộ vé số chú. Ủa, sao phải ra ngoài đó cậu? Trời đất ơi, thì bây giờ chú cứ ra ngoài đi. Giờ chú có muốn con ủng hộ chú không? À, được, được. Vậy tôi ra ngoài chờ cậu nha. Ờ, chú đi đi. Tôi thoáng ngạc nhiên một chút, nhưng vì muốn bán được vé số, chịu lòng khách nên tôi không hỏi nữa mà đi ra phía ngã ba để đợi. Chừng 10 phút sau thì cậu ta đi tới. À, tôi này cậu ơi. Chú, trời ơi, chú, con kêu chú ra đây á, nói chú à, con chúng hai tòa độc đắc rồi nè chú. Thiệt hả cậu? Dạ. Đưa tôi mượn tôi coi. Chú dòm con đi. Chú thấy chưa? Ôi trời, cậu hên quá. Dạ. Tôi trả lại. Bởi vì con kêu chú ra cái khúc vắng này nè. Tại vì trong quán cà phê á, mà lỡ con trúng số mà con la làng lên á, người ta biết ta bu lại rồi la sùm lên nữa. Với lại giờ kẻ gian cũng nhiều. Có cậu... gì chắc chết con luôn á. Cậu nói cũng đúng. Tôi dạ. Mừng cho cậu nha. À, thôi giờ vậy. Chú còn bao nhiêu tờ giấy số? Cậu mua hết luôn. Cậu mua hết cho tôi luôn. Ừ? Cảm ơn cậu nha. Dạ. Tôi còn... hai sắp, mỗi sắp là 40 tờ. 40 là 80 tờ là 800 ngàn. Ờ đúng rồi. Rồi bây giờ con mua hết hai sắp của chú luôn. Trời ơi con mới trúng hai tờ đặc biệt mà. Nha. Để lấy tiền. Chú ơi, tại vì nhà con gần đây á, nãy uống cà phê giờ cũng còn có 20 ngàn trong người rồi. Giờ... bây giờ tính sao cậu? À, thôi giờ gì? À, còn có chiếc nhẫn nè. Chiếc nhẫn này là con mới mua mấy bữa trước á. Giờ chú bán ra là cũng hơn 3 triệu mấy á. Thì bây giờ trừ vé số của chú á là 800 ngàn. Với bữa nay con gặp chú á là quá may mắn rồi. Con tặng cho chú 1 triệu luôn. Là ha, bây giờ chú chỉ đưa con lại 1 triệu rưỡi nữa. Đó, được không? Nhưng mà trời. Tôi tận mắt thấy cậu ta tháo chiếc nhẫn khoen trên tay rồi nhét vào túi áo tôi. Nghe cậu ta tính toán như vậy, ngẫm nghĩ thấy có lợi cho tôi thật. Tôi vừa được tặng 1 triệu, vừa bán được hết sắp vé số 80 tờ. Bây giờ con gặp chú với con là bữa nay là may mắn dữ lắm đó. Con chia sẻ cái may mắn này cho chú. Lỡ mai mốt con mà lãnh đặc biệt đi rồi đó, là con không có ở đây đâu. Là chú cháu mình không có gặp nhau đó. Đó, chú suy nghĩ kỹ đi. Suy đi nghĩ lại một chút á, thì tôi đồng ý đưa hết tiền dành dụm cho cậu ta. À, nói thiệt với cậu á, ở đây tôi còn được có 1 triệu 3. À. Tiền bán tôi dành dụm có 10 ngày nay. Có được không cậu? À, thôi không sao đâu chú. Lỡ làm ơn cho chú rồi, giờ làm ơn chót luôn. Rồi, chú đường lấy 1 triệu 3 ha. Với hai sắp giấy số của chú. Đây, số của cậu đây. Chú, ha, lỡ ngày mai á, trong sắp vé số này mà trúng á, chú lại quán cà phê tìm con, ha. Mà nếu không có thì chú cứ lại đây là thấy con, nha. Cảm ơn cậu nhiều nha. Rồi, okay. Đi nha.
Sao hôm nay hên quá vậy ta? Tôi thường gặp bạn bè ở quán cà phê gần nhà. Tôi thì không có thích chơi những trò may rủi đỏ đen, nhưng thấy hoàn cảnh của chú đáng thương nên hay mua giúp chú vé số rồi thành khách quen luôn. Bữa đó tôi cũng thấy lạ khi không thấy chú tới quán cà phê bán. Thường á thì trời sẩm tối á là chú tới bán rồi. Ngồi nói chuyện với bạn xong, trên đường về tôi gặp chú. Ủa chú trời ơi, chú đây hả? Nãy giờ con kiếm chú ngoài quán cà phê mà không gặp chú. Con mua vé số cho chú, bán con 5 tệ. Chú này hên lắm, bán hết sớm rồi. Trời, mới giờ này bán hết rồi. Ai mua cho chú vậy? Đúng rồi, bọn ta tốt bụng lắm, giờ chú gặp đắt 2 tệ vé số rồi mua hết vé số của chú luôn, tặng riêng cho chú 1 triệu nữa nè. Trời đất ơi, cái chuyện này lạ nghe. Có gì đâu mà lạ cậu. Cậu ta đưa cho chú một chiếc nhẫn vàng nè. Rồi nói chú á, đi ra ngoài tiệm đổi ra. Chú á chỉ đưa cho cậu ta có 1.3 triệu thôi. Tính đi tính lại thì đường nào chú cũng có lợi mà, cho nên chú đồng ý. Trời đất ơi, con làm gì có cái chuyện hên dữ vậy chú. Con nghĩ á, coi chừng cái chiếc nhẫn này là vàng giả đó nha. Nghe chú kể lại, tôi liền kiểm tra chiếc nhẫn mà chú đưa tôi thì tôi nhận ra đây là vụ lừa đảo rồi. Vì nhẫn nó nhẹ tên à, mà thấy không có cái hiệu gì cả. Sao mà giả được con? Thôi được rồi. Trời ơi chú ơi. Cái gì con? Cái chiếc nhẫn vàng thiệt của người ta đâu bao giờ như vậy. Nè, nếu mà nhẫn thiệt ha, ngay chỗ này nè, nó sẽ khắc cái trọng lượng nè, rồi cái tên của tiệm vàng nè. Còn cái chiếc nhẫn này, trời ơi, không có gì hết chú ơi, chú bị gạt rồi. Rồi sao giờ con? Giờ chú không tin đúng không? Bây giờ á, con chở chú ra tiệm vàng gần đây nè, rồi ra ngoài tiệm vàng người ta kiểm tra là thật hay giả là biết liền à. Cậu ấy chở tôi tới tiệm vàng để kiểm tra thì đúng là vàng giả. Sau khi tôi trình báo cơ quan điều tra thì được biết là có rất nhiều trường hợp bị lừa tương tự. Thủ đoạn của bọn chúng rất là tinh vi, đã sử dụng kỹ thuật cắt dán và in á để biến cái tờ vé số không trúng thành trúng giải đặc biệt, rồi lợi dụng nạn nhân là những người bán vé số lớn tuổi khó khăn và đang cần tiền như tôi để giăng bẫy. Nạn nhân đã lớn tuổi, mắt kém, không nhìn rõ hai tờ vé số đặc biệt đó đã được cắt dán lại, cũng như là chiếc nhẫn khoen là vàng giả. Nạn nhân thất vọng khi nhận ra người mà mình nghĩ có tâm từ thiện, có lòng tốt đối với những người nghèo khổ lại là thủ đoạn của tên lừa đảo. Thưa quý vị, kẻ gian không từ bất cứ thủ đoạn nào, bất cứ người nào, giàu sang hay nghèo khó để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho bằng được. Vì vậy, đừng dại dột mà tin ngay lời nói nhẹ nhàng, mật ngọt của người lạ để tự mình đưa mình vào chồng mà không hay, thưa quý vị. Mong là cơ quan chức năng sẽ bắt được tên lừa đảo để đòi lại tài sản và sự công bằng đối với những người bị hại. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyện Cảnh Giác. Chương trình được phát sóng vào lúc 16:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình 15.1. Thưa quý vị, Nguyên Khang từng nghe một câu danh ngôn thế này: người không dễ gặp nguy hiểm là người ngay cả lúc an toàn cũng vẫn luôn luôn thận trọng. Thưa quý vị, ở đây thì Nguyên Khang không dám luận bàn về những ý nghĩa to tát của phát ngôn này, chỉ xin dùng nó để dẫn nhập vào tình huống Chuyện Cảnh Giác của ngày hôm nay. Đó là những vụ việc đã xảy ra trong cuộc sống quanh ta. Các nạn nhân đã bị tấn công và chịu nhiều thiệt hại, mà một trong những nguyên nhân chủ quan ấy lại đến vì sự thiếu thận trọng của họ. Cụ thể với tình huống được tái dựng lại ngay sau đây, vụ việc xảy ra đã làm dấy lên lo ngại của nhiều người dân về tội phạm trên đường phố. Cùng xem với Nguyên Khang ngay sau đây quý vị nhé. Bình thường tôi đi làm chạy trên con đường khác, mà đường đó thì đông đúc lắm, hay kẹt xe lại nhiều chốt giao thông nữa. Hôm đó có cuộc họp gấp với khách hàng, tôi lại dậy muộn nên đi qua con đường tắt này cho nhanh hơn, vắng xe và cũng ít chốt giao thông hơn. Theo thói quen thì tôi dừng xe lại thì hay nhìn xung quanh xem coi đường xá thế nào. Tôi hơi giật mình khi thấy hai người thanh niên đi xe máy, cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy đó. Nhưng tôi cũng không có để ý lắm, nghĩ là người ta đi đường bình thường thôi.
Như vậy là hai đối tượng lừa đảo đã thực hiện xong việc chọn con mồi để tiến hành kế hoạch của bọn chúng. Vậy kế hoạch tiếp theo đó là gì? Tại sao đối tượng mà bọn chúng nhắm đến lại là các nạn nhân nữ điều khiển phương tiện ô tô? Bọn chúng sẽ ra tay chiếm đoạt tài sản như thế nào? Cùng theo dõi tình huống để tìm được câu trả lời quý vị nhé! Vì đoạn đường này khá vắng, tôi vừa lái xe vừa để ý nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy hai người thanh niên khi nãy cứ bám đuôi theo tôi, chạy phía sau tôi đó. Tôi cũng khá là căng thẳng vì không có đoán được là họ tính làm gì mình nữa. Chạy xe kiểu gì kìa mày? Đụng xe ta rồi kìa. Mở cửa đi. Ê, chạy xe hơi quẹt xe người ta còn không xuống nói chuyện chứ hả? Bây giờ sao? Đụng bể xe người ta định bỏ chạy hả? Xuống đây nhanh lên, mở cửa ra coi. Mở cửa đi đâu? Mày mà không mở cửa ra thì đừng có trách tụi tao nghe chưa? Đụng bể xe người ta kìa, đền tiền đi. Lúc đó tôi sợ lắm, đầu óc hồn vía tôi lên mây, không biết phải phản ứng như thế nào trước tình huống đang diễn ra. Ra coi xe người ta sao kìa. Ấy đi xe hơi rồi đụng xe người ta không xuống thường hả? Ủi xe người ta không xuống coi, xe người ta hư cái gì còn thường cho người ta. Nhanh đi xuống xe nói chuyện nè. Không ra tụi tôi không để yên đâu đó. Ý giờ muốn làm gì làm hả? Bà con ơi, cái bà này nó chạy xe hơi, bà đụng nó chạy xe tôi giờ bà nín hình bà ở chụp xe kìa. Bây giờ đền tiền đi chứ, mở cửa. Anh ơi, cái bà này bà đụng xe nè. Nè, mở cửa ra nói chuyện với tôi coi. Không mở cửa thì đừng có trách tụi tôi nghe chưa. Khi đó cũng có mấy người đi đường chạy qua, nhưng mà không có ai đứng lại giúp đỡ tôi hết á. Trong khi hai người đó cứ liên tục đập cửa xe của tôi, mở cửa xe xuống á thì càng không được, nên tôi quyết định báo công an. Nghe tôi gọi điện thoại nên hai tên đó chạy xe đi. Nạn nhân đã bị một phen hú ví khi trở thành đối tượng mà hai tên lừa đảo nhắm tới. Qua sự việc này, mong quý vị luôn bình tĩnh và thận trọng. Nếu chẳng may có việc phải đi vào những đoạn đường vắng thì mọi người nên chủ động khóa cửa kính xe, gọi cho người hỗ trợ chứ không nên tự ý mở cửa xe, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Và nếu chúng ta có vô tình gặp vụ việc tương tự xảy ra trên đường thì nên đến giúp đỡ, giải vây cho các nạn nhân, quý vị nhé. Quý khán mong rằng qua chương trình Chuyện Cảnh Giác, những thông tin, những vụ việc lừa đảo như thế này, quý vị và các bạn sẽ tuyên truyền rộng rãi để người dân biết và phòng tránh. Quý khán rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc của Chuyện Cảnh Giác, phát sóng vào 16:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý vị thân mến, chiêu thức lừa mua bán xe cũ nhằm trục lợi của bên trung gian tuy không phải là mới nhưng vẫn khiến cho nhiều người sập bẫy. Cả người mua xe lẫn người bán xe vì thiếu cẩn trọng và quá tin tưởng, thậm chí vì bị kẻ trung gian diễn quá đà đã vô tình trở thành nạn nhân trong chính màn kịch mà chúng vẽ nên. Và phải làm gì để không tự biến chính mình trở thành con mồi của kẻ lừa đảo? Câu trả lời đó chính là chúng ta phải tỉnh táo, phải biết được chiêu thức của chúng. Vậy làm sao để biết được chiêu thức của chúng? Câu trả lời là hãy xem tình huống đã được chúng tôi tái hiện lại ngay sau đây. Mẹ luôn nước. Dạ, cảm ơn anh. À, tôi nghe nói con bé Dung nhà anh đi làm việc ở công ty lớn hả? Nó cũng mới đi làm mà anh, mà công ty ở xa quá. Tôi cũng tính mua cho nó chiếc xe để cho tiện đi lại mà. Mà nghĩ thấy mua xe mới thì nó cũng mắc quá. Mà giờ mua xe cũ thì mình cũng không biết coi xe như thế nào. Thì anh cũng phải ráng tạo điều kiện cho cháu nó có phương tiện đi làm chứ. Dạ. À, anh muốn mua xe cũ chất lượng tốt đúng không? Em làm bên phân phối xe nè, để em tìm cho. Ừ, đúng rồi em. Ủa, mà hôm trước nghe nói em làm ở công ty xuất nhập khẩu gì lớn lắm á mà. Dạ đúng rồi, công ty em á là chuyên xuất nhập khẩu xe cũ mà. Nè, anh xem đi. À, công ty em á mua bán cả xe hơi lẫn xe máy luôn. Anh cứ hỏi con gái anh á là thích kiểu xe gì, rồi em hỏi công ty, rồi sẽ báo giá cho anh. Bữa đó thì tôi có ghé nhà ông bạn á, hiểu có đứa em gái của ông á là mua bán xe cũ.
thì tôi cũng mong là giới thiệu, cũng nhờ gỗ giới thiệu mua cho đứa con gái tôi là cái loại xe cũ mà có chất lượng tốt, nhưng mà phải xe tay ga nha. Mà con gái của anh á thì nó lại thích cái dòng xe tay ga nữ. Bây giờ em coi chiếc xe nào cũ nhưng mà còn tốt tốt, với lại giá cũng hơi mềm mềm á, tìm cho anh giùm anh chiếc. À, cái phương thức thanh toán nó làm sao em? Thì cách thanh toán cũng đơn giản lắm anh. Anh chỉ cần là photo cho em cái giấy chứng minh, rồi em xem xe, báo giá cho anh. Anh đưa tiền cho em, một tuần sau là có xe rồi. Vậy cũng tiện quá ha. Vậy em tìm giùm cho anh một chiếc xe nữ nha. Dạ. Xe Tay Ga đó. Rồi có gì á thì em cứ báo cho anh để anh lo anh chuẩn bị tiền. Tôi cũng đinh ninh á là cô ta là em gái của bạn tôi. Tôi thật tình á thì tôi cũng nghĩ bạn tôi tin á, thì tôi cũng giao tiền hết của tôi cho cô ta. Thôi, cảm ơn em nhiều trước nha. Dạ, không có gì đâu anh. Cũng may thiệt á. Chị Mai. Chị. Chị phải công nhận với em là bữa nay chị Hạnh chị đẹp thiệt. Nhìn mặt chị lạ lắm mà nghe. Không biết ăn cái gì mà đẹp dữ thần ngôn vậy. Hai người cũng lạ chứ bộ. Có đâu. Ờ. Thì ai rồi cũng khác mà. Bài đó hay. Nói nghe nè. Ủa Hạnh, dạo này công việc bà làm gì vậy? Ê chị. Ừ, được một tin nữa. Vậy? Là nghe đồn đâu trên thành phố làm công ty bự lắm mà. Vậy phải hả? Giỡn đâu nha. Làm kế toán bình thường thôi. Bình thường hả? Bình thường. Đâu có. Tôi nghe hả, bà làm kế toán công ty bự lắm mà. Làm gì mà bình thường. Ờ, tôi làm bên công ty phân phối xe máy. Hả? Ồ, thấy chưa? Sướng vậy. Vậy mà bình thường. Ủa, mà bên công ty của bà bán xe cũ hay xe mới vậy? À, cũ mới đều có hết. Khi mà biết bạn của mình á làm ở trung tâm phân phối xe, nghe đâu hả trung tâm phân phối xe này lớn lắm á, cho nên tôi mới ngỏ ý muốn đổi xe tay ga. Tại vì là bạn bè lâu năm lại ở gần nhà, cho nên tôi rất là tin tưởng. À, bên công ty tôi á là phân phối tất cả các hãng xe và kiểu xe, từ xe mới đến xe cũ, giá thành thì phải chăng mà chất lượng á thì ok, có bảo trì bảo hành hẳn hoi mà. À vậy hả? Ủa vậy là bên công ty của bà là có tất cả các mẫu xe luôn á hả? Rồi khi nào cần mua là mình chỉ đăng ký thôi. Ừ đúng rồi. À. Bà với Trung mà có muốn mua xe thì cứ nhắn cho tôi, đảm bảo là ở ngoài thị trường không có chỗ nào mà giá cả phải chăng mà chất lượng xe thì tốt đâu. Đã vậy chèn. Thôi mà em có chiếc xe đó em đi được rồi, miễn máy nó tốt được em cũng không có nhu cầu đổi xe. À, chị Mai nè, bữa nghe nói chị muốn đổi xe tay ga đó, sẵn đây chị Hạnh bá làm bên phân phối xe đó, nhờ bá mua giùm cho một chiếc. À đúng rồi. Ờ, mà Mai nè, tôi á thì cũng định đổi xe, tại vì hả đi cái xe cà tàn đó cũng lâu lắm rồi, cho nên á bà coi có cái xe tay ga nào của nữ á mà đẹp giá cả hợp lý bà giới thiệu cho tôi nha. Ok, cứ yên tâm. Đổi là đúng rồi đó, bữa nào xe đó cho vô viện bảo tàng là được. Dạ, em nghe nè anh. À, nếu mà con bé đó ưng cái kiểu đó rồi thì để em làm hồ sơ nộp lên công ty để lấy cái mẫu tốt nhất ha. Yên tâm đi, em là nhân viên mà, cho nên là nhất định sẽ được ưu tiên. Chị mình mua xe làm được chẳng giá. À, vậy tối á anh em giấy chứng minh photo với lại 20 triệu qua bên nhà em nha. Dạ. Rồi một tuần sau là có xe. Dạ dạ vậy nha anh. Trời ơi. Dạ. Giờ này làm ăn lớn quá ha, bận rộn dễ sợ ha. Dễ sợ. Cũng có nhiều người đặt xe quá ha. Ừ, bạn của anh tôi á thấy anh cũng tội nghiệp, cho nên là giúp thôi chứ có lời cắt ngàn nào đâu. Mà giúp người ta thì mình cũng thấy vui mà. Thôi tranh thủ mua đi, có xe mới mà chạy. Ừ, bà làm tôi cũng nôn quá. Kiếm xe cho tôi lẹ lẹ nha. Ok. Alo, à, có phải là tiệm phân phối xe cũ Quốc Tường không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ chị cho em hỏi là chị có nhu cầu mua xe hay là bán xe ạ?
Chị muốn mua 12 chiếc xe máy cũ, 4 chiếc xe tay ga, 8 chiếc xe số. Không biết là bên mình có đủ các dòng xe này không ạ? Dạ, các dòng xe chị đặt bên em có đủ hết. Nhưng mà mình đặt xe số lượng lớn như vậy thì phải đặt cọc trước nha chị. Ok, chị sẽ chuyển khoản cho em trước 30 triệu. Em gửi số tài khoản qua cho chị đi. Rồi ngày mai mình gặp nhau trao đổi thêm ha. Dạ vâng. Rồi, ok em. Dạ, chị uống nước đi rồi mình bàn tiếp cái công việc mà hôm qua chị đặt xe cho em đó. Dạ, đây là cái danh sách mà hôm qua chị có đặt xe nè. Em có note ra trong cái danh sách này. Dạ đây, đây là hình ảnh của 12 chiếc xe nha chị. 4 xe tay ga và 8 xe số. Dạ, tổng cộng 12 chiếc xe này giá trị của nó là 180 triệu. Hôm qua chị có đưa cho em là 30 triệu chuyển khoản trước rồi đó chị. Chị xem nha. Dạ, mà chị mua xe nhiều làm gì chị? Ừ, chị mua xe chỉ để mục đích từ thiện thôi. Để cho người dân ở quê chị có phương tiện đi lại, mừng ăn. Cũng người mới ta mà em. Chị cũng không có biết là xe như thế nào là tốt. Em đừng có lừa chị tội nghiệp đó nha. Dạ, chị cứ yên tâm đi. Cửa hàng của em là cửa hàng lớn, đâu phải là cửa hàng nhỏ đâu, làm ăn uy tín với khách hàng đàng hoàng chứ. Dạ, chị cho em mượn giấy tờ của 12 hộ muốn mua gia xe chị. Đây nè. Tôi nghe chị ta nói mình là người bên trung tâm xóa đói giảm nghèo, muốn mua xe để giúp người dân quê có phương tiện làm ăn thì tôi cũng quý lắm. Mình cũng xuất phát từ dân lao động mà, nên rất là đồng cảm và cũng hứa sẽ bán xe chất lượng với giá cả phải chăng và nhất là còn bảo hành 1 năm. Sau đó chị ta đưa 12 cái chứng minh yêu cầu tôi làm giấy sang xe. Thấy chị ta tính chuyện tiền bạc rất là nhanh chóng, sòng phẳng, mua xe với số lượng lớn nhưng không hề kỳ kèo, thêm bớt nên tôi cũng ấn tượng. Hơn nữa vì đang giữ chứng minh với thông tin bên mua xe, và bên tôi cũng thường cho khách mua xe với số lượng lớn thanh toán sau, nên tôi cũng đồng ý điều kiện của chị ta đưa ra. Đây là giấy chứng minh của 12 chủ muốn mua xe đó. Rồi bây giờ là em sang xe cho chị ha. Dạ. Rồi chị sẽ gửi thêm cho em là 20 triệu. Số còn lại thì khi nào mà chị giao đủ xe, chị thu tiền bên mua rồi đó, thì chị sẽ thanh toán cho em. Ủa, là sao em chưa có hiểu lắm? Thì ý là cái số tiền 50 triệu này là tiền của chị ứng trước. Chứ người mua người ta cũng muốn nhận được xe thì người ta mới trả đủ tiền. Cho nên là chị lấy tiền của chị ứng ra. Rồi khi nào mà giao đủ xe, chị thu tiền rồi thì chị sẽ thanh toán đổi cho em. À, em hiểu rồi. Bây giờ nếu mà làm tin, chị đưa cho em mượn chứng minh của chị đi. Nếu mà một tuần sau mình thanh toán đủ đi, rồi em gửi chứng minh lại cho chị, mình nhận xe luôn. Ừ, ok. Dạ. Đây nè, đây là 20 triệu, còn đây là chứng minh của chị. Dạ. Dạ, thì bây giờ hôm qua em nhận của chị là 30 triệu, hôm nay nó là 20 triệu, nó là 50 triệu anh chị. Để em ghi cái hợp đồng cho chị, rồi tuần sau chị đưa đủ tiền rồi em gửi chứng minh lại cho chị luôn. Rồi. Dạ. Mà những cái loại xe em gửi như vậy đó, chị có hợp, chị có đồng ý không? Được, những cái loại xe mẫu mã gì đó. Không sao đâu. Nếu mà chiếc nào mà chị không an tâm thì để em kêu nhân viên làm lại. Ok. Đó, anh thấy không? Mọi người ai cũng đưa tiền cho em gái anh hết rồi, mà nó thì cũng hứa là ít bữa là giao xe cho mọi người nè, mà chờ hoài cũng thấy nó giao xe nữa. Mà giờ nói tóm lại á, là anh có biết em gái của anh ở đâu không? Vậy thôi à. Sau khi để giao xe cho cô gái đó thì tôi đợi đến hơn một tuần, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Nhưng vì quá lu bu công việc nên tôi mới nhờ nhân viên lần theo địa chỉ xuống tận nhà coi có chuyện gì. Khi nghe được tin chị ta đã bỏ trốn và có rất là nhiều người đặt xe đang đến tận nhà để hỏi cho ra lẽ, thì tôi mới là biết mình bị lừa. Hóa ra chị ta lừa cả tôi là bên bán và những bà con nhẹ dạ ở quê là bên mua, rồi chiếm đoạt cả xe lẫn tiền và bỏ trốn. Nghĩ đi nghĩ lại thì thật sự rất là bức xúc. Nhưng mà coi đó là một bài học cho riêng mình. Làm ăn kinh doanh á, tuy có tình nhưng phải tỉnh táo, nếu không là làm mồi cho bọn gian như chơi. Tôi nói thiệt,
Nếu mà tôi biết nó ở đâu là tôi lôi cổ nó về đây rồi. Từ hôm nó nói đi lên thành phố đem xe về cho mọi người là nó đi luôn. Giờ tôi cũng không biết nó ở đâu nữa. Tức lắm. Cho nên tôi mới hô hào mọi người làm đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng. Chứ hả, bao dung giấu giếm cho người như vậy không có được. Còn về phần anh trai của ả ta cũng chỉ là người ngoài cuộc, nên bây giờ cứ đến nhà mà làm ầm lên thì cũng không có hay. Nhưng mà nói gì nói, bạn bè, hàng xóm cũng phải hả là một cái đơn kiến nghị lên để mà hả đi tìm nó ra chứ, để mà giải quyết cái chuyện này chứ. Không ấy thì giờ mình làm một cái đơn đi, mình gửi lên công an để nhờ công an giải quyết. Tôi xin lỗi mọi người. Thật ra tôi cũng không có biết mọi chuyện em Út tôi nó dại dột như thế. Mong mọi người thông cảm cho. Quý vị thân mến, vậy là bằng việc lợi dụng sự cả tin của những người dân quê cùng với sự quen biết từ trước và với tài ăn nói của mình, kẻ gian đã lừa đảo trót lọt cả người mua lẫn bán xe với số tiền hàng trăm triệu đồng. Nguyên Khang thiết nghĩ, nếu như những người trong cuộc tỉnh táo hơn, luôn sử dụng quy tắc tiền trao, chảo múc thì sự việc đáng tiếc đã không xảy ra. Cũng qua tình huống đã được ekip chương trình Chuyện Cảnh Giác tái hiện lại này, chúng tôi hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm khi làm việc với bên thứ ba, khi có nhu cầu mua bán xe cũ quý vị nhé. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết. Nguyên Khang cũng rất mong gặp lại quý vị và các bạn trong tập phát sóng tiếp theo vào lúc 16:30 thứ Bảy và Chủ nhật tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và chúng tôi cũng xin chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nguyên Khang xin kính chào và hẹn gặp lại.